Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là hiếm có, đặc biệt có thể điều phục được chúng đại Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm tự cao, hồi hướng sự mong cầu về trí nhất thiết trí. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là hiếm có, đặc biệt có thể điều phục được chúng đại Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm tự cao, hồi hướng sự mong cầu về trí nhất thiết trí? Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào không nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã và các Phật pháp khác, không dùng phương tiện thiện xảo, nên dù tu các thiện pháp nhưng vẫn sanh tâm tự cao thì không thể hồi hướng trí nhất thiết trí? Đại Bồ Tát nào nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã và các Phật pháp khác, dùng phương tiện thiện xảo, tu các thiện pháp, điều phục tâm tự cao thì có thể hồi hướng sự mong cầu về trí nhất thiết trí? Lúc ấy Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thân tâm các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được an vui, không bị tất cả tai nạn xâm phạm. Nếu người ở trong đội ngũ quân trận giao chiến mà chuyên lòng tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì đối với các hữu tình từ bi hộ niệm không bị giao gậy làm thương hại. Đối với kẻ oán địch đều khởi lòng từ, nếu sanh tâm ác thì tự nhiên bị thua bại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này ở nơi quân trận bị đao tên làm tổn thương mất mạng, thì nhất định không có sự việc ấy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tự nhiên diệt trừ các ác nghiệp phiền não, các thứ giao gậy, cũng có thể diệt trừ các ác nghiệp phiền não, các thứ giao gậy cho người khác. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này không bị tất cả các loại thuốc độc, mê hoặc, quỷ mị, yếm rủa, chú thuật làm hại được, không bị nước nhấn chìm hay lửa cháy hoặc dao gậy, ác thú, oán tặc, ác thần, các tà ma yêu quái làm tổn hại. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vua trong các chú, rất cao thượng vi diệu, không gì có thể sánh kịp, đầy đủ đại oai lực diệt trừ tất cả nhưng không bị tất cả diệt trừ được. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này siêng năng tu học thần chú như vậy không hại mình, cũng không bị người khác làm hại và những thứ khác hại. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này khi học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đại vương thần chú này đối với ngã và pháp tuy vô sở đắc nhưng vẫn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đây chứng được trí nhất thiết trí, quan sát về sự sai khác tâm hành của hữu tình, tự tại chuyển pháp luân vô thượng, khiến họ thực hành đúng như lời dạy, được lợi ích lớn. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở đời quá khứ, vị lai hiện tại, các vị Bồ Tát đều học đại phương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, đều vô sở đắc, vô sở chứng, vì vậy nên gọi là trí nhất thiết trí. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì đời sau sẽ được các công đức hiện pháp như vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, hoặc đại ở chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tuy không lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, cũng không khai thị phân biệt cho người khác, nhưng ở nơi thành ấp vương đô không bị tai nạn tật dịch, hoặc không bị người chẳng phải người vân vân làm tổn hại. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào kinh sợ oan gia, ác thú, tai nạn, yểm rủa, tật dịch, thuốc độc, chú thuật vân vân, nên biên chép đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tùy theo nhiều ít, đựng vào đãi thơm, để trong ống ngọc hoặc đeo nơi thân cúng dường cung kính, thì các việc sợ sệt đều tiêu diệt. Trời rồng quỷ thần thường đến ủng hộ,
chỉ trừ đời trước đã tạo các nghiệp ác nên phải trả mà thôi. Này Kiều Thi Ca, ví như có người hoặc loại bàng sanh vào viện cội Bồ Đề hoặc đến gần viện kia thì người chẳng phải người không thể làm tổn hại. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì đời quá khứ, vị lai hiện tại, chư Phật đều ngồi chỗ ấy mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Được Bồ Đề rồi ban bố cho các hữu tình không kinh không sợ, không oán không hại, thân tâm được an vui. Vì vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, tùy ở chỗ nào cũng lại như vậy. Tất cả trời rồng Atula vân vân thường đến ủng hộ. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tùy ở chỗ nào thì chỗ ấy tức là chân bảo tháp Chế Đa. Tất cả hữu tình đều nên kính lễ, đem các món thượng rượu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì đó là chỗ nương nhờ của các loại hữu tình. Khi ấy trời Đề Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đem nhiều thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu, chân kỳ, quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường. Sau khi Phật Niết Bàn, lại có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân khác dựng bảo tháp trang nghiêm bằng bảy báu, chứa đựng xá lợi Phật trong hộp báu, để trong tháp ấy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, rồi đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu, chân kỳ, quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng mà cúng dường. Trong hai người này, người nào được phước nhiều hơn? Lúc ấy Phật bảo trời Đế Thích: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào? Như Lai đã được trí nhất thiết trí, đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và thân hiện tại, nên theo những đạo nào tu học mà được? Trời Đế Thích thưa: Như Lai đã được trí nhất thiết trí, đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và thân hiện tại, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tu học mà được. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, ta nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tu học nên được trí nhất thiết trí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và được thân hiện tại. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì nếu không học Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể đắc trí nhất thiết trí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và thân hiện tại thì không có sự việc ấy. Này Kiều Thi Ca, không những được thân tướng hảo nên gọi Như Lai ứng chánh đẳng giác, mà cần phải chứng đắc trí nhất thiết trí mới gọi Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này Kiều Thi Ca, Như Lai đã được trí nhất thiết trí do Bát Nhã Ba La Mật Đa làm nhân nên phát sanh thân tướng hảo, chỉ làm chỗ nương. Nếu không nương vào thân tướng hảo của Phật thì không do đâu mà phát sanh. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là nhân sanh trí nhất thiết trí. Muốn làm cho trí này hiện tiền nối nhau nên tu tập thân tướng hảo của Phật. Nếu thân tướng hảo này chẳng do biến trí làm chỗ nương thì tất cả trời rồng người chẳng phải người, không nên trí thành cúng dường cung kính. Vì thân tướng hảo của Phật cùng với biến trí làm chỗ nương tựa nên chư thiên rồng người chẳng phải người cúng dường cung kính. Do nhân duyên này nên sau khi ta nhập niết bàn, các trời rồng người chẳng phải người đều cúng dường cung kính xá lợi của ta. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì đó là cúng dường trí nhất thiết trí và cũng là nương tựa thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi sau khi ta nhập niết bàn. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết trí và thân tướng hảo cùng với xá lợi đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa làm căn bản. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân khác xây dựng bảo tháp trang nghiêm bằng bảy báu đựng xá lợi Phật, để trong tháp ấy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, thì trong hai người, người trước được phước nhiều vô lượng gấp bội. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa là cúng dường trí nhất thiết trí, thân tướng hảo và xá lợi của Phật.
Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con người ở Châu Thiệm Bộ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này không thể biên chép, không trang nghiêm bằng các báu, không cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, không thể lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tinh tấn tu học tư duy đúng lý. Nhưng những người kia không biết biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này và trang nghiêm các báu, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng lý thì có được các công đức thù thắng không? Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào? Trong Châu Thiệm Bộ được bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh? Được bao nhiêu người chứng quả Dự Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Hoàn, quả A La Hán? Được bao nhiêu người phát tâm chánh định đạt đến độc giác Bồ Đề? Được bao nhiêu người phát tâm chánh định đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Trời Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, trong Châu Thiệm Bộ có chừng ít người thành tựu đối với chứng tịnh của Phật, thành tựu đối với chứng tịnh của Pháp, thành tựu đối với chứng tịnh của Tăng, lại càng ít người chứng quả Dự Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Hoàn, quả A La Hán, ít người phát tâm chánh định đạt đến độc giác Bồ Đề, và càng ít người phát tâm chánh định đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, trong Châu Thiệm Bộ rất ít người thành tựu đối với chứng tịnh của Phật, thành tựu đối với chứng tịnh của Pháp, thành tựu đối với chứng tịnh của Tăng, lại càng ít người chứng quả Dự Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Hoàn, quả A La Hán, ít người phát tâm chánh định đạt đến độc giác Bồ Đề, và càng ít người phát tâm chánh định đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, càng ít người phát tâm rồi siêng năng tu học đạt tới hạnh Bồ Đề, càng ít người siêng năng tu học hạnh Bồ Đề đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này thâm tâm tín thọ, càng ít người thâm tâm tín thọ rồi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, càng ít người đã tu hành rồi tuần tự an trụ vào địa vị bất thối chuyển, càng ít người hơn trụ bậc này rồi mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát nào đã được an trụ vào địa vị bất thối chuyển, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mới có thể thân tâm cung kính tín thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tinh tấn tu học tư duy đúng lý, cũng có thể tùy thuận giảng thuyết cho người khác và đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, ta dùng Phật nhãn thanh tịnh vô ngại, xem khắp mười phương vô biên thế giới, tuy có vô lượng vô số hữu tình phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh, nhưng do xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, xa lìa phương tiện thiện xảo, nếu có một hoặc hai hoặc ba hữu tình được trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì phần nhiều cũng bị rơi vào địa vị thanh văn độc giác, ý hạnh thấp hèn ở bậc hạ liệt. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật công đức vô biên rất khó chứng được, ác tuệ giải đãi tinh tấn hạ liệt, thắng giải hạ liệt, hữu tình cũng hạ liệt, không thể chứng được. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh, muốn trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không bị trở ngại, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này thường nên lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, ưa thỉnh hỏi Pháp Sư, vui vẻ nói cho người khác, lại thường biên chép, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này suy nghĩ, thuở xưa Như Lai trụ bậc Bồ Tát thường siêng năng tu học nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ngày nay chúng ta cũng nên siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, vì đó là đại sư của ta, ta theo đó tu học sở nguyện sẽ viên mãn. Này Kiều Thi Ca, nếu Phật trụ ở đời hoặc sau khi nhập Niết Bàn, thì các đại Bồ Tát nên y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này siêng năng tu học. Khi ấy Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình, hoặc là biên chép trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên đó được bao nhiêu phước? Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích:
Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này được phước đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính cả, dùng toán số thí dụ cũng tính được. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với các đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn, rồi dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này do nhân duyên ấy được phước nhiều không? Trời Đế thích thương, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, có các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh, cung kính, tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng, quan sát kỹ càng, vì muốn tránh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn tránh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này được công đức rất nhiều hơn người trước vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc này lại. Nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào đối với Đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn, như vậy đầy cả một châu thiện bộ hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc cõi tam thiên, đại thiên, đều đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Thì ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế thích thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh, cung kính, tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn tránh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn tránh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này được công đức rất nhiều hơn người trước vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc này lại. Giả sử tất cả hữu tình trong châu thiện bộ này, hoặc tất cả hữu tình bốn đại châu, hoặc tất cả hữu tình cõi tiểu thiên, hoặc tất cả hữu tình cõi trung thiên, hoặc tất cả hữu tình cõi tam thiên đại thiên, đều đối với Đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn, rồi đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Thì ý ông thế nào? Các loại hữu tình trong châu thiện bộ này, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc cõi đại thiên, do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế thích thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh, cung kính, tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình,
dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn tránh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn tránh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ, quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều hơn người trước vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc này lại. Giả sử các loài hữu tình trong châu thiện bộ này, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật, hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật, hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả châu thiện bộ hoặc bốn đại châu, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả cõi tiểu thiên hoặc cõi trung thiên, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai, hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, tất cả hữu tình đầy cả cõi trung thiên hoặc cõi tam thiên đại thiên, chẳng phải trước đó, chẳng phải sau này, đều được làm người. Mỗi người này vì muốn cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên đối với Đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, thì nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, những người này đều đầy trong cõi đại thiên, đều cầm tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, hoặc thời gian một kiếp hoặc hơn một kiếp, tất cả đều ở nơi bảo tháp cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thì ý ông thế nào, các loại hữu tình trong châu thiện bộ này, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi tiểu thiên, hoặc cõi trung thiên, hoặc cõi đại thiên, do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích Thưa, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa này, đem tâm thanh tịnh, cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn tránh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn tránh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bổn hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được công đức rất nhiều hơn người trước vô lượng vô biên. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch Thiện Thệ đúng vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thì nên biết đó là ở đời quá khứ, vị lai hiện tại cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen trí nhất thiết trí của chư Phật. Bạch Thế Tôn, hãy gác việc này lại. Nếu các hữu tình khắp tam thiên đại thiên thế giới vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, nên đều đối với các Đức Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn, dùng bảy báu quý giá xây bảo tháp. Giả sử tất cả hữu tình đều như hằng hà sa số khắp mười phương thế giới, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được làm người. Mỗi người đối với Như Lai hoặc sau khi nhập Niết Bàn vì cúng dường Phật hoặc là xá lợi, nên dùng bảy báu thượng diệu xây bảo tháp, đem các loại ngọc quý pha trộn lẫn lộn trang nghiêm. Như vậy, những người này đầy như hằng hà sa số khắp mười phương thế giới của chư Phật, đều cầm tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, hoặc thời gian một kiếp hoặc hơn một kiếp cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thì các hữu tình do nhân duyên này đạt được phước đức nhiều vô lượng, nhưng vẫn còn có dư.
Bởi vì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ, quý lạ, kỹ nhạc đèn sám, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, được công đức rất nhiều hơn người trước, vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toàn số thí dụ cũng không thể tính đếm được. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, được phước đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, dùng toàn số thí dụ cũng không thể tính đếm được. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng sanh trí nhất thiết trí của Như Lai, tất cả trí nhất thiết trí của Như Lai có khả năng sanh ra xá lợi của chư Phật. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nghĩa lý sâu xa này đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, vì muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh không hoại diệt ở thế gian, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, trang nghiêm bằng các báu, đem các tràng hoa thượng diệu, hương bổ, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, ngọc diệu chân kỳ, quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng loại khen, thì công đức các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này so với người trước đã xây dựng bảo tháp và phước cúng dường gấp trăm lần, ngàn lần cho đến hơn cả cực số lần. Bấy giờ ở trong chúng có bốn vạn thiên tử đồng thưa với trời Đế Thích: Thưa Đại Tiên, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này nên phải lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu ai có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì làm cho tất cả ác pháp tồn giảm, thiện pháp tăng trưởng. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Ông nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho người khác và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu Atula và những người bạo ác suy nghĩ chúng ta nên cùng với trời 33 giao chiến, lúc ấy dòng họ chư thiên các ông nên mỗi người trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Atula và những người bạo ác sanh ác tâm liền tiêu diệt. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua của tất cả chú, rất tôn quý, thủ thắng, rất cao thượng, vi diệu, có thể diệt trừ được tất cả nhưng không bị tất cả diệt trừ. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng diệt được tất cả pháp ác bất thiện và có khả năng viên mãn tất cả thiện pháp thủ thắng. Lúc ấy Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở đời quá khứ, vị lai hiện tại, chư Phật đều nương vào đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy,
chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát chúng hữu tình. Ta đây cũng nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa này, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thuyết pháp vô thượng cho chư thiên và loài người. Này Kiều Thi Ca, nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa, thế gian có các chi tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 6 phép thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Này Kiều Thi Ca, tóm lại 84.000 thiện pháp quần đều nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa hiện ở thế gian. Này Kiều Thi Ca, nhất thiết Phật trí, tự nhiên khởi trí, bất tư nghỉ trí đều nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa hiện ở thế gian. Này Kiều Thi Ca, nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất hiện. Nương vào Bồ Tát, thế gian giác chi tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 6 phép thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều được hiện ra. Nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không ra đời, thì chỉ có Bồ Tát do trước đã nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, thế lực bình đẳng, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, thương xót thế gian và các hữu tình, nên lập bày xây dựng ra giác chi tương ưng 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, hoặc 4 vô lượng, hoặc 4 định vô sắc, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc 6 phép thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Này Kiều Thi Ca, ví như ban đêm nhờ trăng tròn ánh sáng soi đến các ngôi sao.